Mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật lúc 17 giờ với các tin tức thời sự trong tỉnh Đồng Nai trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2024, đoàn công tác của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ninh Quán đã đến thăm tặng quà gia đình các bệnh binh trên địa bàn huyện. Theo đó, đoàn đã đến thăm gia đình bệnh binh Phan Trọng Tuệ, gia đình thương binh Lâm Thị Lài cùng ngụ tại thị trấn Định Quán, gia đình bệnh binh Trần Minh Phương ngụ xã Phú Ngọc. Tại những nơi đến, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống hiện tại của các đồng chí và gia đình, trao tặng mỗi gia đình thương binh bệnh binh một phần quà và tiền mặt với tổng trị giá 2 triệu đồng. Qua đó bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc với những hy sinh mất mát của các đồng chí đã cống hiến cuộc đời cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời mong muốn các đồng chí và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên giáo dục con cháu học tập, tích cực ra sức xây dựng quê hương Định Quán ngày càng phát triển. Tại huyện Vĩnh Cửu, đoàn của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mới đây đã đến thăm tặng quà cho 14 gia đình chính sách tại xã Vĩnh Tân. Tại những nơi đến thăm, đoàn đã gửi tặng các gia đình chính sách một phần quà giá 500.000 đồng và tiền mặt trị giá 1 triệu đồng. Đoàn cũng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống gia đình các chính sách và bày tỏ tình cảm, sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, công hiến của thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Theo kế hoạch, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, huyện Vĩnh Cửu đã tổ chức 12 đoàn đi thăm và tặng quà với hơn 200 gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Đây là hoạt động thường niên thể hiện tinh thần đền ơn đáp nghĩa của các cấp đảng ủy, chính quyền của huyện. Huyện Cẩm Mỹ hôm qua cũng đã tổ chức đoàn đến thăm và tặng 15 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng cho các đối tượng chính sách, thương bệnh binh, gia đình chiến sĩ, các đồng bào lão thành cách mạng tại xã Xuân Tây. Tại đây, lãnh đạo địa phương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các đối tượng chính sách, đồng thời ghi nhận tri ân công lao của các đối tượng chính sách và các gia đình trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mong muốn các gia đình tiếp tục đóng góp sức mình vào sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Tiếp tục thực hiện chương trình chăm lo hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bảo Quang, thành phố Long Khánh mới đây đã tổ chức trao tiền hỗ trợ cho 4 trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, các trường hợp được nhận hỗ trợ là các ông bà Nguyễn Văn Bé và Vi Hoàng Linh cùng ngụ ấp 18 gia đình, Cao Thị Nhật, ấp Bảo Cối và Nguyễn Thị Thương, ấp Dụng Tre. Tổng số tiền hỗ trợ là 5 triệu đồng, trong đó một trường hợp nhận số tiền 2 triệu đồng và 3 trường hợp còn lại mỗi người nhận 1 triệu đồng. Từ đầu năm 2024 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bảo Quang đã trích quỹ vì người nghèo hỗ trợ 12 trường hợp ốm đau, bệnh hiểm nghèo, tai nạn đột xuất, số tiền 22,5 triệu đồng. Ngoài ra, Mặt trận xã đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố hỗ trợ 2 trường hợp số tiền 10 triệu đồng. Đây là việc làm thiết thực và ý nghĩa giúp các trường hợp khó khăn không may mắc bệnh hiểm nghèo có thêm kinh phí để điều trị bệnh, đồng thời động viên tinh thần để các gia đình cố gắng vươn lên chiến thắng bệnh tật. Hôm qua, Ủy ban Kiểm tra huyện Nguyễn Nhân Trạch tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ủy ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã chủ động bám sát các quy định hướng dẫn của Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng. Tiến hành kiểm tra 18 tổ chức đảng, giám sát 3 tổ chức đảng, 29 đảng viên, việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm cơ bản chặt chẽ, đúng phương hướng, nguyên tắc, thủ tục, đảm bảo công minh chính xác. Trong 6 tháng qua đã thi hành kỷ luật trong đảng đối với 2 chi bộ cơ sở trực, 8 đảng viên bị thi hành kỷ luật. Công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư tiếp công dân và đảng viên bảo đảm đúng quy định đã tiếp nhận 16 đơn thư phản ánh tố cáo. Vừa rồi là bản tin cập nhật lúc 17 giờ trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.